đứng đấy nhỉ. Kiểm tra cái mặt này bên kia hòn đá thế nào. Ông kia đang nhìn có đâu. Đó là đang nhìn bên đấy. Cái này là bút đấy. Xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Xuân Quầy Vlog. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trời đã trở về tối, thời tiết của miền Bắc đang trở về những ngày se lạnh, và quý vị đang nhìn thấy đây là những hình ảnh trực tiếp từ trên thôn Hàng Ngũ tại thời điểm buổi tối ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10. Anh em của đội máy xúc công ty của anh Nương vẫn đang có mặt tại hiện trường và đang cố gắng để tìm kiếm các nạn nhân một cách nhanh nhất, bởi vì theo như mọi người cũng biết, công việc tìm kiếm của trên thôn Đằng Lũ chỉ còn có 2 ngày nữa thôi quý vị ạ. 2 ngày nữa thì cái đợt gia hạn 5 ngày mới nhất của huyện Bảo Yên đối với việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại ở thôn Đằng Lũ sẽ dừng lại. Bởi nếu như kết quả mà không có thì mọi người cũng đành phải chấp nhận việc tìm kiếm sẽ dừng lại theo như thỏa thuận của huyện Bảo Yên cùng với chính quyền địa phương và bà con nhân dân thôn Đằng Ngủ. Còn đội máy xúc của anh Nương thì rất có thể anh sẽ ở lại thêm vài bữa để giúp bà con tìm kiếm nốt những vị trí mà bà con vẫn còn chăn trở. Cho dù buổi tối ngày hôm nay có tìm được thêm các nạn nhân hay không thì mọi người chúng ta rất là cảm kích cái tấm lòng của anh em đội máy xúc của anh Nương, và đặc biệt là anh Nương, một người giám đốc với rất nhiều tình cảm dành cho đồng bào mọi người nói chung cũng như là thôn Đằng Nụ nói riêng, một tình cảm mà hiếm trong cuộc sống chúng ta có thể gặp được. Một người giám đốc mà dám hy sinh tất cả để lên bám trụ tại thôn Đằng Nụ, ở một trong những địa bàn mà khi xảy ra sạt lở rất nguy hiểm và cũng ảnh hưởng tới rất nhiều sức khỏe, nhưng anh đã bám trụ ở trên Đằng Nụ cho tới tận những giây phút cuối cùng. Mặc dù sức khỏe của anh cũng không được tốt, nhưng anh vẫn quyết tâm ở lại, bởi trong lòng anh vẫn còn chăn trở chưa giúp được bà con nhân dân Đằng Ngủ. Đây là vị trí cánh đồng nên không có điện, anh em chỉ soi đèn pin cùng với đèn flash của điện thoại, nhưng rất nỗ lực và cố gắng. Ra như mà lúc này bố trí được chiếc máy phát điện ra thì các anh cũng đỡ thêm phần vất vả. Cũng hy vọng rằng những linh hồn không may đã bị tử nạn trong đợt thảm họa vừa qua sẽ linh thiêng và phù hộ để về cho các anh tìm thấy, để các anh đỡ phải vất vả như bây giờ. Xuân Quầy Vlog xin được mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình tìm kiếm của anh Nương tại thôn Đằng Nụ trong buổi tối ngày 8 tháng 10. Hy vọng hay không thì vẫn phải tìm kiếm. Có hay không thì vẫn phải, những cái điểm khả nghi và những cái giấc mơ của bà con vẫn phải tìm kiếm. Chứ không phải là, nếu mà Lương nói trước với mọi người là nếu mà Lương biết trước ở chỗ này có đồng bào nằm, Lương đào phát lên luôn thì nó đơn giản quá, đúng không? Thì nó là công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, nó trải dài 6 cây đến gần 2 triệu mét khối đất đá nó đổ xuống, có ít đâu. Nhớ về anh em mày tập trung vào đứa cắm cơm, đứa thái thịt, đứa làm rau. Vì nay mình cấp đồ xuống cho anh em, mang thực phẩm xuống, rau cỏ, thịt thà cho anh em. Có thấy gì không? Xuống... Bắn hết vào thôi. Hả? Vừa nãy làm sao? Đất củ chưa? Cái chỗ kia, chỗ này là hòn đá, bên kia đều rồi. Anh sợ dưới hòn đá ấy. Cái hòn đá này nó rộng không? Không. Nó cao như thế mà nó bay được mà lên.
Hả? Nó lung lay rồi. Thế thì đào hòn đá lên xem nào. À, Linh ơi, chị đào máy, lấy máy bảo là đào hòn đá nào. Vừa lên một cái tấm vải anh ạ. Tấm vải á? Rẻ. Giống là rẻ. À, một cái áo. Thì áo. Thật thì xuống nhá. Có đúng đợt xuống đấy. Sâu lắm rồi. Cố gắng lên được cái tảng đá đi. Xong tính tiếp xem. Anh sợ cái tảng đá nó đè xuống ấy. Tảng đá chắc là mai. Tảng đá mai á? Mai cho ăn sâu hết cái này xuống thì vẫn ra cái này thôi. Con này phần dài nó không thể. Đầu quên. Cái mạch nước này đi cho. Có to xem cái này là đầy. Em sợ sáng mai đến nó lại đầy. Quan sát. Ta chỉ có ngửi thấy cái mùi gỗ ngâm hay sao mày ạ? Bây giờ mũi ta còn cảnh khuyển gọi ta bằng cụ, không cần phải thằng tưởng. Tưởng bây giờ xếp sau. Đúng tâm chưa? Bây giờ là cào này đúng tâm luôn. Thế thì dặn nó đi gầu nhẹ thế nào? Một đứa sang chỉ đây máy đi bảo là đi nửa gầu mấy lại kiểm tra lại thế nào. Xoay đèn vào những cái vị trí ra gầu ấy. Nó cố gắng moi hòn đá. Moi cái hòn đá ra trước cho anh kiểm tra nhá. Nôn rồi. Nôn rồi đây. Vẫn chưa thấy vì đang cho moi hòn đá trước. Vẫn đang tìm hòn đá, rất là mong chờ đồng bào nằm dưới hòn đá. Thằng Hiếu phản động mày lượn đi nhá. Toàn mùi gỗ ngâm thôi. Mới lại mùi bùn, chưa thấy mùi đồng bào. Nếu mà mùi đồng bào nó có mùi đặc trưng là tanh, gây. Mùi động vật thì nó có mùi thối và thâm cảm. Bây giờ mũi của em còn bây giờ còn hơn là mũi cảnh khuyển rồi. Có phát biết ngay. Vẫn phải lên hòn đá này xem như thế nào. Lên đi. Làm lên. Lên đi. Thank you.
đứng đấy nhỉ. Kiểm tra cái mặt này bên kia hòn đá thế nào. Ông kia đang nhìn có đâu. Đó là đang nhìn bên đấy. Bát này là bút đấy. Đấy, bát này là bút đấy. Không có gì. Không hiện được gì. Tinh. Thôi đừng kéo nữa. Nè. Có lên được sao mà kéo. Lên được. Có lên. Mấy con ra nó không cần ngắn được đâu. Không có lực. Hả? Cái gì đấy? 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 Cho anh em nó nghỉ đây. Xoay đèn đó đâu. Lên tảng đá thì không có gì. Sáng mai mình vẫn làm vị trí này. Báo máy rút máy ơi. Rút máy ơi. Rút máy ơi.